cho các bản kinh xe phong cách 24 giờ. BMW S1000 AA vẻ ngoài đầy ấn tượng và đẳng cấp, khoác lên mình bộ cánh đầy ấn tượng với thiết kế nguyên bản hầm hố và cơ bắp trên từng đường nét góc cạnh, cộng với những món đồ chơi trên xe được một thái độ nâng cấp làm cho chiếc xế BMW S1000 AA trở nên đẳng cấp hơn và tinh thế hơn rất nhiều. BMW S1000 AA độ cực chất và đẳng cấp của dân chơi Việt. Ngoại hình chiếc xế là điểm thu hút đầu tiên của những tín đồ chơi xe, mang ngoại hình đầy hầm hố độc đáo với thiết kế so le với dàn mặt tiền. Sau khi được độ lại với những bộ kính chắn gió Magicon Racing cực kỳ ngầu, dàn tay phanh chiếc xế được nâng cấp khủng hơn với bộ cụm thắng Rebo Rossi, bên cạnh là gù bổ lệ tay thắng Lecatec Taycan Acosto hàng hiệu. Xe được trang bị thêm cây trợ lực Hollin đem lại sự cứng cáp và chắc chắn cho chiếc xế. Dàn chân được thay thế bằng mâm Pacassini M7 RS. Cụm phanh trước được nâng cấp với heo Rebo HB và đĩa Rebo. Giảm sóc sau chắc hơn với phuộc Butibo. Xe được trang bị bộ số đẩy Atec Performance cực kỳ nổi bật và sắc sảo. Cụm phanh sau cũng được thay thế bằng heo Rebo Bilip. Bên cạnh đó với ống xả cổ bô Austin Racing cho anh thăm thiên phần quy lực. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại clip tiếp, nhớ like hoặc share nhất subscribe.